chúng gớ lấm lấm. Ủa đâu rồi? Rớt không? Kìa kìa con còi à, dính chánh rồi kìa. Dướng cái đầu lên sao à, lấy cho rớt được. Anh mặc đẩy luôn đó. Cái gì? Đẩy luôn đi. Anh đẩy á. Dướng cái đầu vô kẻ rồi. Cưng leo đi. Cưng leo đi, cưng leo lụm cò đi. Cò. Bây giờ nó máng cái đầu vô cái cây rồi. Cưng chèo đi. Cái đầu qua đây luôn kìa. Thì cái đầu nó dính bên đây rồi. Một con cò dính trên cái sài anh em. Ê gớt kìa, gớt kìa. Đúng rồi. Ha, một con cò. Một con cò anh em. Cái sang đang leo vô. Nhà không có ai hết. Làm lại đi sang hai cái gì chủ nhà ta gặp thì nói bắn con cò. Một con cò nằm dưới gốc xài anh em. Bé sang đang leo vô kìa. Mình thấy bắn ngay đầu rõ ràng mà sao mà không thấy gớt thì gì ra là dính trên đó. Rồi rồi. Đây đây. Ú, bự không? Đây cưng. Trên đây nè. Rồi lấy qua lẻ đi. Ú, con gọi anh em. Nằm trên đọt xài ha. Ok, con đầu tiên. Trên đó đó. Rớt xuống. Ok. Chúng không gớt. Quá mạnh. Chúng rồi kìa. Đúng rồi đó nghe.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ồ mà nó bay luôn rồi. Lụm, chẳng phải lụm. Lụm, lụm, chẳng phải lụm. Một con. Cái cánh này, Sang ơi. Rồi, chua nước hả? Đẹp. Một con nghe anh em, con cò nghe anh em. Đi với máy nước á, người ta mới xả đó cưng. Ta la đó. Ừ. Nãy gặp một đàn cò luôn nhưng mà vừa kéo ra đứt khung rồi. Tạm mới đổi lên cái này nè. Chụp lại nó không nó nhảy xuống nước là. Con thứ hai. Đến giờ hai anh em đi cũng phân tiếng hồ rồi. Chạy vòng vòng xung quanh gần nhà đắm nè. Đây, con này con thứ hai nha anh em. Làm sao mà chạy được, gặp đảo Nguyễn rồi con. Ô, này nặng ha, nặng con nãy đúng không? Chạy cánh. Ok. Đi coi. Kiếm chỗ cái giò đi Sang. Đây, con này gãy cánh nó còn sống. Đây là con thứ hai nha. Con thứ hai nha anh em. Con này thì nãy đẫm bắn ngay đầu. Dính lên cây tìm hoài tìm thấy. Ok. Bye bye anh em ha. Anh em đi tiếp tục thôi.